Qua những chia sẻ của họa sĩ Ngô Xuân Khôi thì chúng ta thấy là gần giống với công việc minh họa sách thôi. Nhiều cô đọng lại để nó... Ý ai cho cái sản phẩm xuất bản đó mà những bìa sách nó thực sự là những cái tác phẩm nghệ thuật và nó định hướng thẩm mỹ cho độc giả rất là nhiều. Có những cái phiên bản sách đặc biệt của những cái ấn phẩm đặc biệt này ạ. Hôm nay xin cảm ơn hai vị khách mời. Và trước khi tiếp tục buổi trò chuyện hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả sẽ xem một phóng sự tiếp theo sau đây để chúng ta hiểu thêm về công tác thiết kế bìa sách cũng như là những khó khăn, hạn chế mà công việc này gặp phải. Vâng, xin mời quý vị hãy cùng trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta với hai vị khách mời. Và có thể nói rằng họa sĩ Ngô Xuân Khôi từ những năm tháng đầu là thiết kế thủ công bằng tay và cho đến ngày hôm nay thì thiết kế bằng máy, bằng công nghệ. Có cái sự khác biệt như thế nào? Bằng tay mất bao lâu? Chắc là phải tính bằng nhiều ngày, nhiều về phía nhà báo Phan Thanh Phong thì chị thích những cái phong cách thiết kế bìa sách như thế nào? Và thường là chị sẽ thích họa sĩ thiết kế cho một cuốn sách của mình bằng cách dùng ảnh. Xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong những giây phút đầu tiên của chương trình, như thường lệ sẽ là phần sắc màu. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Với những hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn. Trong những năm gần đây, thị trường xuất bản sách nước ta đã có sự tăng trưởng đáng kể. Hàng năm thì giới xuất bản đều tổ chức bình chọn những giải thưởng sách dành cho các tác giả, những người biên tập có tác phẩm hay, nhằm ghi nhận, tôn vinh các họa sĩ thiết kế sách và bìa sách thì vẫn còn thiếu. Vừa qua thì chúng ta đã có một triển lãm nghệ thuật bìa sách đầu tiên trên toàn quốc của Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và thông qua triển lãm này, chúng ta đã có cơ hội nhìn nhận. Và ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời đã có rất nhiều năm gắn bó với sách. Xin được giới thiệu cùng quý vị, họa sĩ Ngô Xuân Khôi, kinh nghiệm làm thiết kế bìa sách. Và đặc biệt anh chính là tác giả linh vật sao la của SEA Games 31. Vừa giới thiệu nhà báo Phan Thanh Phong, trưởng ban nhân. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Quan sát thị trường sách trăm hoa đua nở như hiện nay á, thì anh chị đánh giá như thế nào về công tác thiết kế bìa sách ạ? Là không biết là có bìa sách của nhà xuất bản hả? Về mặt mỹ thuật. Về công tác thiết kế bìa sách trong thời gian gần thuật bìa sách năm 2022 thì có thể nói là những người làm nghề đã có thể nhìn lại công việc thiết kế bìa sách của mình như thế nào ạ?